Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem một kỹ năng về bài. Mời các bạn cùng xem. Đây, mình có một lá xi bích và một lá di chuột. Xi bích và di chuột. Chuột. Bích. Thì lá xi bích di chuột đã biến thành hai lá hách. Đây là kỹ thuật trên bài. Cảm ơn các bạn.